Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Thanh Huyền. Hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 1 năm 2017, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thời tiết khô ráo và không quá lạnh tại miền Bắc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui chơi cuối tuần và chuẩn bị sắm Tết. Thêm một vụ án mạng gây chấn động dư luận. Một nam sinh 15 tuổi giết bạn học cùng, sau đó tìm cách phi tang xác nạn nhân nhưng bất thành. Quan niệm sai lầm ăn tiết canh lợn nuôi hoặc lợn mán sẽ không bị nhiễm liên cầu khuẩn đang khiến nhiều người dân đối mặt với những nguy cơ từ căn bệnh này. Mỹ tăng cường an ninh trong và ngoài khu vực diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump, dự kiến vào ngày 20 tháng 1 tới. Hà Lan thử nghiệm một hệ thống mới có khả năng ngăn nước lũ hiệu quả thay cho việc sử dụng những bao cát thông thường. Trong những ngày cuối năm, thời tiết trên biển và khu vực Nam Trung Bộ vẫn hết sức phức tạp khi chịu nhiều yếu tố tác động gây mưa dông. Từ phía Bắc là đợt không khí lạnh mạnh và từ biển là sự hoạt động mạnh trở lại của một vùng thấp đang hướng về đất liền. Chiều nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc, 111,1 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 230 km về phía đông đông nam. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 13 giờ ngày 15 tháng 1, vị trí trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới vào khoảng 9,6 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, cách côn đảo Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 180 km về phía đông bắc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau có gió giật cấp 6, cấp 7, biển động. Khu vực các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc, gió giật mạnh với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Hiện khu vực đất liền Nam Trung Bộ đã có mưa vừa đến mưa to với lượng từ 20 đến 40mm do ảnh hưởng của không khí lạnh. Khi vùng thấp tiến sát vào bờ, lượng mưa có thể tăng thêm với cả đợt từ 50 đến 150mm. Chuỗi ngày mưa rét tại Hà Nội đã kết thúc, thời tiết ở tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc đã tạnh ráo, nhiệt độ không quá lạnh. Và đây là thời tiết lý tưởng để người dân xuống phố vào dịp cuối tuần để mua sắm đồ đạc chuẩn bị đón Tết. Tại một số tuyến phố như Lạc Long Quân, Lê Văn Lương, chợ Hoa Tây Hồ, những cành đào rừng, đào Nhật Tân đã được các nhà vườn và thương lái chuyển đến phục vụ người dân có nhu cầu mua, thuê về chơi cho dịp Tết Đinh Dậu 2017 sắp tới. Do năm nay mùa đông miền Bắc nắng ấm bất thường nên đào đã bung nở với số lượng lớn tại các nhà vườn. Chính vì vậy, số lượng đào phục vụ cho dịp Tết này sẽ không có nhiều nên giá cả cũng cao hơn những năm trước. Số lượng ít hơn, hoa lại không đẹp nên không dễ để người dân lựa chọn được những cành đào ưng ý với số tiền phù hợp. Ngoài ra, tâm lý còn 2 tuần nữa mới đến Tết nên nhiều người chưa vội lựa chọn đào mà chỉ xuống đường nghe ngóng tình hình. Ngược lại với đào, năm nay người trồng quất lại được mùa. Nhiều nhà vườn ở phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội cho biết hơn 3.000 gốc quất đã được đặt mua và mang đi gần hết. Năm nay loại quất bonsai được trồng trong các bình, lọ nhỏ thu hút được nhiều người mua vì hình dáng đẹp và nhỏ gọn, giá cả lại phù hợp, chỉ từ 500.000 đồng. 3 năm trở lại đây, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, phố phường Hà Nội lại khoác trên mình một chiếc áo mới với những màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhận định kiểu trang trí này sặc sỡ, lòe loẹt và không có điểm nhấn. Khắc phục những điểm hạn chế này, năm nay thành phố Hà Nội đã thận trọng hơn trong các bước làm và đặc biệt đã lựa chọn những mẫu mã được phát huy từ ý tưởng cộng đồng. Đây là những hình ảnh đường phố Hà Nội được trang hoàng để đón Tết Bính Thân 2016. Chỗ nào cũng thấy đèn, đèn từ gốc cây đến ngọn cây, đèn rang cả trên đầu người. Trong con mắt của những nhà chuyên môn, họ nhận định cách trang trí này làm cho thủ đô bị ô nhiễm về ánh sáng, thậm chí cho rằng Hà Nội đang thiếu một kỹ sư trưởng của ngành mỹ thuật. Quá nhiều thứ ánh sáng xanh đỏ lập lòe nhấp nháy và có cảm giác như cái người chỉ huy chung là họ không có kiến thức về mỹ thuật ánh sáng, thiết kế ánh sáng. Theo các kiến trúc sư, cách trang trí đường phố lộn xộn của Hà Nội còn cho thấy hoạt động này thiếu chiều sâu về văn hóa. Những người quản lý văn hóa, quản trị thành phố phải quản trị trên nền tảng của văn hóa.
Điều này rất quan trọng. Nếu chúng ta thiếu đi một cái phung văn hóa đó thì chúng ta sẽ tạo ra những cái hiệu ứng không ngược, mặc dù có thể cái tâm của chúng ta là tốt, muốn làm đẹp nhưng lại là phản ứng ngược. Mà hiện nay Hà Nội đang vướng vào cái đó. Thưa quý vị và các bạn, mô hình đài sen này là một trong những mô hình mà được Hà Nội lựa chọn là điểm nhấn trong trang trí đường phố ở khu vực bờ hồ để chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu năm 2017. Và mô hình này là một trong những ý tưởng đã đạt giải nhì của cuộc thi thiết kế ý tưởng trang trí đường phố do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Khác với mọi năm thì năm nay việc trang trí đường phố của Hà Nội không chỉ nói không với xanh đỏ tím vàng, mà bên cạnh đó thì có sự tham gia của các ý tưởng, đó là trí tuệ của cộng đồng. Thời điểm này, Hà Nội mới bắt đầu khởi động cho việc trang trí đường phố nên chưa tạo thành hình hài rõ rệt. Nhưng dường như những ý tưởng được đóng góp từ cộng đồng đã ít nhiều được nhân dân ủng hộ. Riêng cái đài sen này tôi thấy cả cái chỗ ngân hàng này là đẹp đấy ạ. Và nó đơn giản thôi nhưng mà nó có ý nghĩa, cái bông hoa sen nó biểu tượng của người dân Việt Nam. Rút kinh nghiệm từ những đánh giá của dư luận, năm nay Hà Nội đã tiếp thu và thận trọng trong cách trang trí đường phố. Trên cơ sở tổ chức cuộc vận động thiết kế các hình thức trang trí, ban tổ chức đã lựa chọn nhiều ý tưởng của cộng đồng thông qua hình thức thi tuyển. Tuy nhiên, vì chưa có mẫu mã nào đột phá và sáng tạo, nên các ý tưởng sẽ được điều chỉnh và bổ sung. Năm nay, cái việc mà trang trí nó lòe loẹt hay là nó quá hình thức mà cách nó phô trương quá, thì năm nay nó giảm rất nhiều. Đó, anh em chúng tôi cũng nhận xét là lấy từ những cái tác phẩm mà được giải thi để ra chúng tôi làm thực địa. Việc phát huy ý tưởng của giới chuyên môn trong việc trang trí đường phố của thủ đô là một cách làm mới của Hà Nội. Tuy nhiên, để biến những ý tưởng này thành những thiết kế trong thực tế thì cần có một người nhạc sĩ biến những nốt nhạc thành một bản tình ca mùa xuân, thay vì để những nốt nhạc đó phát lên âm thanh lạc điệu với dòng chảy của xã hội. Đã thành thông lệ, những ngày giáp Tết, tại quân cảng Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa, những tàu hải quân lại nhộn nhịp ra khơi, mang theo quà Tết, tình cảm của đất liền đến với Trường Sa, vùng đất cực đông của Tổ quốc. Và nhóm phóng viên Trung Kiên Hồng Phong của VTC14 trong hành trình ra với Trường Sa đã kịp ghi lại một phần không khí mùa xuân rất đặc biệt ở tại đây. Hồi còi chào đất liền, ba con tàu chở 500 tấn hàng Tết sẽ đến với quân và dân trên huyện đảo Trường Sa. Con tàu mùa xuân 571 không chỉ mang lương thực, thực phẩm để tiếp tế cho quân và dân huyện đảo Trường Sa đón một cái Tết thật vui tươi đầm ấm. Nó còn là nơi gửi gắm niềm tin yêu của đất liền gửi tới đảo xa, luôn luôn tin tưởng quân và dân trên huyện đảo Trường Sa giữ vững biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đón đoàn công tác là những nụ cười rạng rỡ của quân và dân trên các xã đảo ở Trường Sa. Tại đảo Sơn Ca, các cán bộ chiến sĩ đã gói bánh chưng đón Tết sớm. Gạo nếp, đậu đỗ, thịt lợn, lá rong và các món gia vị đầy đủ, không kém gì trong đất liền. Tết ở trên đảo thì một tình cảm của anh em đồng đội dành cho nhau là chủ yếu, cũng rất là ấm và vui vẻ. Công tác trang trí cũng được các đảo rất chú trọng để các cán bộ chiến sĩ vui xuân. Bên cạnh cảnh mai vàng, bộ đội Trường Sa còn đón Tết với chậu quất vừa được các vựa cây cảnh ở tỉnh Đồng Tháp gửi tặng. Tạo vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trên đảo, và cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn thấy là không có gì mà xa với đất liền cả, luôn giữ được cái nét cổ truyền của dân tộc và luôn luôn hoàn thành tốt cái chúng tôi xác định là hoàn thành sắp xếp nhiệm vụ sự sẵn sàng chiến đấu trong các dịp Tết, và cũng vẫn giữ được các buổi vui chơi theo cái Tết cổ truyền của dân tộc cho cán bộ chiến sĩ trên đảo. Trong cái Tết năm nay đấy thì cũng đã có rất nhiều các cái tổ chức, doanh nghiệp cùng chung vai góp sức để coi như thế là có những cái tấm lòng vàng là gửi từ đất liền, hơi ấm đất liền ra với lại quân dân huyện đảo Trường Sa. Thế thì cái nội dung này thì nó cũng là thông lệ như hàng năm thôi, Âu cũng là lẽ thường tình thôi. Bất luận một người con nào đang sống ở đâu đi chăng nữa thì cái ngày Tết Nguyên Đán cũng bao giờ cũng hướng về nơi quê hương, nơi những người thân của mình. Thế nhưng mà đặc biệt là chúng tôi ở đây thì đang canh giữ cái bảo vệ cái quần đảo Trường Sa.
Thế thì cái điểm độ này cũng là hết sức là thiêng liêng. Để chào mừng năm mới, ngoài hoạt động đón Tết cổ truyền, quân và dân trên các đảo Trường Sa còn tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao sôi nổi, thú vị. Đón Tết sớm vui tươi, đầm ấm, giúp các chiến sĩ có thêm tinh thần phấn chấn để tiếp tục nhiệm vụ, cùng nhau chắc tay súng để canh giữ biển trời của Tổ quốc. Vào sáng ngày 14 tháng 1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống pháo nổ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Hiện Công an tỉnh, Công an các huyện, thành, thị tại Nghệ An đang mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ. Đối với việc đốt pháo, nếu phát hiện có bằng chứng đầy đủ, sẽ xử lý hình sự với tội danh gây rối trật tự nơi công cộng. Năm 2016, Công an Nghệ An đã điều tra làm rõ 859 vụ tội phạm về trật tự an toàn xã hội, bắt và xử lý 1.448 đối tượng. Nghệ An tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước trong đấu tranh với tội phạm ma túy khi đã bắt giữ 1.038 vụ, 1.260 đối tượng, phát hiện bốc rỡ 21 đường dây, triệt xóa 4 địa bàn, 27 tụ điểm phức tạp về ma túy. Dịp Tết Nguyên đán hàng năm là thời điểm mà tình trạng buôn bán và sử dụng pháo nổ và pháo nổ tự chế càng trở nên phổ biến, nhất là các vùng nông thôn. Việc sử dụng pháo tự chế đã gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và an ninh trật tự. Nhiều vụ tai nạn pháo tự chế nghiêm trọng cũng đã xảy ra, ghi nhận của phóng viên kênh VTC14 tại tỉnh Hà Tĩnh. Bị tai nạn sau một lần tự chế pháo tại nhà, em Trần Đình Quyết, 8 tuổi, được người nhà đưa vào viện cấp cứu với bàn tay rách nát. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ hai ngón tay. Sáng về mẹ cho em 5.000 ăn sáng, mà em biết em mua cái gì thì mẹ không biết, mà cái này hỏi em thì em nói là em mua cái bánh mì. Thế nữa 2.000 này em mua là ông diêm rồi em nhờ em trong chiếc đuôi nấu á. Rồi là em lấy một cái cúi kêu họ đừng làm thế đó, em đóng một cái đấy tự nhiên nó nổ. Rồi là một chàng em trên bia mà nhảy xuống mà nói thật ván người làng nó đi con bi máu ra đấy, họ vác lên bệnh viện đấy, mẹ lên cho mẹ không biết cái gì cả. Không khó để bắt gặp những hình ảnh này tại các vùng nông thôn dịp sát Tết. Do cách làm pháo tự chế khá đơn giản nên những đứa trẻ này rất hào hứng, tiếng nổ lớn có thể vui tai nhưng hậu quả thì rất khó lường. Nhiều dân trong này con học cấp 1 là chơi hết cả. Làm pháo bằng lấy tre và lấy ván xe đạp để làm. Ở đây các em chơi có nhiều không? Ở đây tới rất nhiều. Nhiều. Theo số liệu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, trung bình mỗi năm bệnh viện này tiếp nhận khoảng 10 ca bệnh nhân nhập viện vì tai nạn pháo nổ và chủ yếu là chấn thương nặng ở tay chân và vùng mặt. Mức độ ảnh hưởng của pháo nổ thì cũng đa dạng và đa hình thái. Tuy nhiên thì chủ yếu là nó nằm ở các cái vị trí như tay, mặt, mắt, cổ, ngực là nó xuất hiện nhiều hơn. Và cái mức độ ảnh hưởng của nó cũng tùy theo đó mà nó có ảnh hưởng nhiều đến cái thẩm mỹ, đến chức năng, rồi là đến các cái di chứng. Và có những trường hợp là để di chứng suốt đời không thể nào cứu vãn được. Những tai nạn thương tâm từ pháo tự chế sẽ không thể dừng lại nếu chúng ta chỉ trông chờ vào sự kiểm soát của các ngành chức năng. Để bảo vệ con em mình, gia đình và nhà trường sẽ không thể làm ngơ. Chỉ với những công cụ đơn giản như là một cái ván xe đạp và một bao diêm thì những em nhỏ đây có thể chế tạo thành những quả pháo có sức nổ lớn và có thể gây sát thương rất cao. Và càng đến dịp Tết thì hiện tượng này xảy ra ngày càng nhiều. Và đã có những trường hợp đáng tiếc xảy ra khi các em chơi pháo tự chế gây chấn thương và những hệ lụy các em mang phải suốt cả cuộc đời. Tết Nguyên đán đang đến gần. Tại thời điểm này thì các doanh nghiệp đang bước vào mùa cao điểm sản xuất các mặt hàng phục vụ Tết. Tuy nhiên không như kỳ vọng, thị trường lao động năm nay có xu hướng giảm sút so với các năm trước. Nhiều doanh nghiệp dù đã đưa ra nhiều chế độ lương thưởng để thu hút lao động nhưng vẫn không tuyển được người làm Tết. Phòng giới thiệu việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Khánh Hòa chỉ lác đác một vài lao động đến tìm công việc thời vụ dịp Tết. Từ đầu năm 2017 đến nay, có khoảng 40 doanh nghiệp đến đăng ký tuyển dụng tại trung tâm này với nhu cầu tuyển dụng khoảng 500 lao động phổ thông. Đang tuyển rất là khó khăn. Tại mình vẫn đang nhờ bên trung tâm giới thiệu việc làm và up bài trên các trang mạng như Nha Trang Club hoặc là trang web của nhà hàng. Thật sự mà tuyển nhân viên chính thức không ra thì tôi buộc phải
phối hợp với bên công nhân. Theo một số doanh nghiệp, dù mức lương thưởng làm Tết được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước, nhưng nhiều lao động vẫn không mặn mà bởi tâm lý muốn nghỉ ngơi, không muốn làm thời vụ, chờ sau Tết mới kiếm việc ổn định. Số người lao động đến đăng ký tuyển dụng tại một số trung tâm chỉ đáp ứng khoảng 16% nhu cầu. Hơn nữa, nhu cầu tuyển dụng là lao động phổ thông, nhưng số người đăng ký lại phần lớn là lao động có trình độ cao. Cuối năm thì họ rất là bận rộn nên là cũng khó việc, chắc là sang đầu năm tới thì mới có việc. Số lao động mà có trình độ đến với trung tâm này thì có trình độ đại học, cao đẳng hoặc trên tương đương. Do vậy cái việc kết nối cung cầu mà tỷ lệ mà giới thiệu việc làm thành công thì chỉ mới đáp ứng được khoảng chừng 15-20% so với nhu cầu của doanh nghiệp. Thiếu lao động, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khan hiếm cục bộ. Dự báo tình trạng này sẽ còn kéo dài đến sau Tết Nguyên đán, khi các doanh nghiệp bắt tay vào sản xuất và có nhiều nhu cầu tuyển dụng nhân lực. Một thông tin khiến người dân đầy lo âu vào những ngày giáp Tết. Chiều qua, một thi thể nữ giới được tìm thấy ở tại chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh khi đang trên đường chuyển đi phi tang. Đáng nói, nạn nhân được xác định là một học sinh lớp 9, mất tích sau khi được bạn rủ đi học thêm. Và nghiêm trọng hơn, nghi phạm gây án chính là bạn học của nữ sinh này, năm nay mới 15 tuổi. Tối ngày 13 tháng 1 năm 2017, người dân khu vực đường Nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đổ dồn sự chú ý vào chung cư này. Lực lượng chức năng đang áp giải nghi phạm 15 tuổi, người đã sát hại bạn học và phi tang thi thể. Trao đổi với phóng viên VTC14 sáng nay, ông Vũ Hùng Cường, đại diện ban quản lý chung cư cho biết, ông cũng là người đầu tiên mở chiếc thùng xốp chứa đựng thi thể nạn nhân. Ông khẳng định cả nạn nhân và nghi phạm đều rất quen mặt ở chung cư này. Hai cái thùng xốp úp vào nhau và dán băng keo. Cái nam thanh niên muốn di chuyển cái hàng ấy thì rời khỏi hiện trường rồi. Thì bây giờ muốn khui cái hàng xem ở trong có gì thì mình không được phép như thế. Bởi sau này thì người ta chủ hàng, người ta nói là của tôi trong này có những cái này mà tại sao bây giờ lại. Thì tôi mới mời công an và tôi là người trực tiếp gọi cái đèn pin vào xem trong hàng có cái gì. Thì thấy lòi ra một cặp đùi. Thì anh công an, anh nhìn vào, anh bảo là, anh nói với tôi là nữ, tôi cũng hơi. Ngay sau đó, ông Cường đã phối hợp cùng công an truy xuất camera chung cư, trong đó ghi nhận rõ hình dáng của nghi phạm. Nhờ đó, công an nhanh chóng bắt giữ và dựng lại hiện trường. Theo lời kể các nhân chứng, cặp sách của nạn nhân được giấu trong thùng rác ngay chung cư. Khi bị sát hại, em vẫn mặc đồng phục học sinh, thi thể nguyên vẹn, không giống như nhiều thông tin nhiễu loạn trước đó. Tuy là nhỏ tuổi nhưng mà tầm vóc các cháu thì nhà báo biết rồi, nó to lớn hơn anh em mình nhiều. Và to như Tây ấy, đến khi mà các anh công an còn nghi là có nạn nhân có khi là người nước ngoài. Mặc dù tôi chẳng hỏi tên các cháu là gì nhưng biết các cháu là học trường Nguyễn Văn Trỗi và đến đây thường rất ngoan. Và không thể tưởng tượng được là các cháu lại có những hành vi như thế và với những cái xích mích rất nhỏ. Bước đầu, thiếu niên 15 tuổi khai nhận tại cơ quan điều tra, nguyên nhân vì muốn cướp đoạt chiếc điện thoại 900.000 đồng của nạn nhân, không có quan hệ tình cảm. Sau đó, mua thùng xốp, băng keo để giấu xác. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm rõ nhiều nghi vấn. Chung cư đã tăng cường bảo vệ, nhưng lúc này sự hoang mang vẫn đang tồn tại. Ai cũng vậy thôi, không nghĩ là còn nhỏ tuổi mà đã có những cái hành vi như thế. Có những cái hành vi mà nó giết người rồi đấy thì nói chung là mình nghĩ là luật pháp phải có những cái biện pháp như thế nào đó, chứ không bây giờ những cái hành vi phạm tội thì nó quá nhỏ tuổi đi. Tại sao một đứa trẻ 15 tuổi có thể lạnh lùng hạ sát bạn học và lên kế hoạch phi tang gọn gàng? Tại sao khi bắt giữ, nghi phạm lại vô cùng bình tĩnh? Tội ác đã manh nha nơi những đứa trẻ và không thể phủ nhận rằng hiểm họa này có trách nhiệm của người lớn và cả xã hội. Với công suất lên đến 20 vạn tấn một năm, nhà máy xi măng Phú Thọ đã đóng góp không nhỏ cho kinh tế của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Tuy nhiên, do nằm ngay sát khu dân cư, nhà máy này đã khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn bởi khói bụi và tiếng ồn trong quá trình sản xuất. Ghi nhận từ phóng viên kênh VTC14. Lá cây đổi màu trắng xóa, bụi phủ khắp mọi nơi,
Ngày ngày, bà Trường vẫn phải phơi quần áo dưới khói bụi xi măng. Cả vườn rau sạch để phục vụ sống sinh hoạt của gia đình cũng không thể sử dụng được. Bụi nhiều lắm, là sáng nào cũng quét ngày 3-4 lần mà luôn bụi thấp lên mặt. Phải đeo khẩu trang mặc quần áo động để mà quét, nó bụi nó ảnh hưởng và cũng bệnh phổi. Tôi thỉnh thoảng phải đi tiêm, tôi hiểu đi tiêm thôi, tiêm trực tiếp ít thì tôi đi luôn. Nếu mà để nặng quá thì không chịu được. Nhà máy xi măng Phú Thọ được thành lập năm 1967, chuyên sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Trước kia, sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng khói bụi, nhà máy đã chuyển đổi dây chuyền sản xuất xi măng từ lò đứng sang lò quay. Hiện tại, ngoài khói từ nhà máy, hàng trăm hộ dân thị trấn Thanh Ba, xã Ninh Dân còn phải sống chung với bụi bẩn từ dàn xe siêu trọng tải chở vật liệu. Đã nhiều lần, người dân gửi đơn kiến nghị lên các cấp chính quyền, mong được di dời sang các khu khác, nhưng vẫn chưa được quyết định. Nhà tôi sống ở đây thì từ trước đến giờ là bị ảnh hưởng nhiều lắm, mà kêu không biết kêu đi đâu được. Cứ kêu ban ngày đỡ bụi thì là ban đêm bắt đầu nó xả tới tấp, xả gấp mấy lần ban ngày. Người ta có trả lời là cái chức năng này là của tỉnh mới giải quyết, để nó về trực tiếp rồi nó phân tích. Thì như vậy hơn tháng này chưa có tỉnh tiếp nào cả. Đại diện công ty xi măng Phú Thọ cho biết, các kết quả báo cáo quan trắc tác động môi trường theo định kỳ 6 tháng một lần đều trong phạm vi cho phép. Mặc dù công ty đã thực hiện tưới nước giảm bụi quanh khu vực nhà máy, tuy nhiên đây chỉ là biện pháp tạm thời. Bên cạnh đó, tiếng ồn trong quá trình sản xuất cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của các hộ dân. Trong cái ý kiến người dân mà thì có những ý kiến thì đúng thì chúng tôi phải tiếp thu và chúng ta phải tiếp tục chỉnh sửa để hoàn thiện. Đồng thời nếu mà vi phạm và liên quan đến những cái hộ dân mà mình không thể giải quyết được thì chúng ta phải tính cái phương án là có cho họ tái định cư ra vị trí mới. Tất cả các chỉ tiêu mà theo cái quan trắc đánh giá thì đều chúng tôi đều trong cái chỉ tiêu cho phép, không có cái gì vi phạm cả. Trong khi đợi các cấp chính quyền phê duyệt và đợi để được tái định cư sang vị trí mới thì những hộ dân sống gần nhà máy xi măng Phú Thọ vẫn phải sống trong một môi trường không trong sạch. Bộ Y tế cho biết trong năm 2016, cả nước ghi nhận 90 ca bệnh liên cầu khuẩn lợn. Bệnh này thường tăng vào dịp trước và sau Tết khi nhu cầu tiêu thụ thịt lợn tăng cao. Đáng chú ý là nhiều người nghĩ chỉ ăn thịt lợn ốm, lợn bệnh, lợn không rõ xuất xứ mới mắc liên cầu khuẩn, còn lợn nhà nuôi hay lợn mán, lợn rừng thì không sao. Tuy nhiên đây chính là những quan niệm sai lầm. Đây là trường hợp bệnh nhân bị nhiễm khuẩn liên cầu lợn gần đây nhất, đang nằm điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Gia đình cho biết, ngày 3 tháng 1, bệnh nhân này có mua một con lợn cắp nách của dân bản bán về liên hoan bạn bè. Sau khi giết mổ và ăn tiết canh, bệnh nhân xuất hiện tình trạng sốt cao, trên da xuất hiện các vết ban và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Lai Châu, sau đó chuyển tuyến lên Hà Nội. Trong cái đêm hôm mùng 3 đó thì em tôi chỉ có biểu hiện là sốt cơ và rét thôi. Thì các bác sĩ chưa chẩn đoán ra là bệnh gì. Sang ngày hôm sau, sáng hôm sau thì có cái biểu hiện là phát ban đỏ ở chân tay rồi là mặt. Và các bác sĩ đã xét nghiệm và chẩn đoán đó là bị nhiễm khuẩn liên cầu lợn. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trung bình mỗi năm tiếp khoảng 100 bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn rải rác ở khắp các địa phương. Phần lớn các bệnh nhân đều liên quan đến ăn tiết canh hoặc tham gia giết mổ lợn. Đặc biệt, nhiều gia đình vẫn nghĩ lợn nuôi ở nhà hoặc lợn mán, dù ốm nhưng vẫn biết rõ nguồn gốc nên nghĩ không sao. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, ngay cả lợn khỏe cũng có thể có vi khuẩn liên cầu lợn. Về cái bệnh liên cầu lợn thì cái con vi khuẩn liên cầu lợn nó có thể có cả ở lợn lành và lợn bệnh. Tuy nhiên, ở lợn lành thì cái tỷ lệ có nó rất là thấp. Trong khi nó ở các cái lợn bệnh thì cái tỷ lệ nó cao hơn. Là một cái hai là số lượng vi khuẩn nó nhiều hơn cho nên là cái nguy cơ lây nhiễm nó sẽ cao hơn. Thế ngoài ra là cái con lợn bệnh tức là nó đã có một cái bệnh lý gì đó rồi thì cũng có khá nhiều các cái bệnh lý từ lợn nó có thể lây nó sang người. Với một con lợn bệnh người này bị người kia bị nó là chuyện rất là thường thôi. Thế tuy nhiên là gì cũng không biết rằng ai sẽ là người bị rơi vào cái con số bị bệnh cho nên là chúng ta không nên ăn. Vào dịp Tết, khi mà nhu cầu tiêu dùng và hoạt động giết mổ lợn tăng cao, người dân cần cảnh giác với bệnh liên cầu khuẩn lợn.
Có những năm các bác sĩ phải vất vả cả đêm giao thừa để cấp cứu bệnh nhân mắc liên cầu khuẩn lợn nguy kịch. Chính vì thế, Bộ Y tế mới đây phải đưa ra khuyến cáo người dân không nên ăn tiết canh lợn, bởi một khi mắc bệnh sẽ diễn tiến rất nhanh, nếu không điều trị kịp thời, nguy cơ tử vong là rất lớn. Tin quốc tế, Trung tâm Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ cho hay, một trận lũ lụt cũng đã đổ bộ vào khu vực phía đông bắc của bang Ohio. Hiện tượng thời tiết này đã khiến một số hộ gia đình phải đi sơ tán. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, tại thành phố Louisville, bang Ohio, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ngập lụt, một số phương tiện giao thông đã bị mắc kẹt trong nước lũ. Trong khi đó, một số trường học địa phương cũng phải đóng cửa để đảm bảo an toàn cho học sinh. Một số hộ gia đình đã buộc phải đi sơ tán khẩn cấp. Các nhà chức trách lo ngại rằng nhiệt độ giảm có thể khiến nước lũ đóng băng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Trong khi đó, tại Oregon, một đoàn tàu đã bị trật khỏi đường ray sau khi bão tuyết đổ bộ. Hiện Sở Giao thông Vận tải địa phương đang tiến hành điều tra vụ việc. Bên cạnh đó, một ngôi trường tại thành phố Bend, bang Oregon đã bị sập mái do tuyết rơi quá nhiều. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo hiện tượng thời tiết này sẽ tiếp tục trong vài ngày tới. Theo thông tin từ hãng truyền thông địa phương, trong những ngày qua, những cơn bão tuyết đã đổ bộ vào nhiều thành phố của Anh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Các nhà chức trách cho biết những cơn bão tuyết kèm theo gió mạnh đã đổ bộ vào các khu vực phía Tây của nước Anh, khiến giao thông bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến đường đã buộc phải ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Ngoài ra, một số trường học cũng phải đóng cửa vì thời tiết xấu. Được biết, một cảnh báo bão tuyết màu vàng cũng được ban hành tại khu vực này. Trong khi đó, tại các khu vực phía đông, 100 cảnh báo lũ đã được ban hành với 11 mức độ nguy hiểm khác nhau. Các nhà chức trách khu vực này hy vọng mực nước mưa tăng đột biến sẽ có thể khiến một số nơi tại phía đông của nước Anh bị ngập lụt. Các nhà chức trách Mỹ vào ngày hôm nay 14 tháng 1 cho biết nước này sẽ tăng gấp đôi nỗ lực đảm bảo an ninh trong và ngoài khu vực diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump, dự kiến vào ngày 20 tháng 1 tới. Đây là biện pháp phòng ngừa nhằm tránh xảy ra các cuộc tấn công tương tự như ở thành phố Nice của Pháp và tại thủ đô Berlin của nước Đức thời gian vừa qua. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jay Johnson cho biết, tại các khu vực vành đai, cơ quan này sẽ huy động thêm nhiều vật cản như xe tải chở cát, xe buýt và các loại phương tiện khác. Mục đích là để ngăn chặn các đối tượng lạ mặt lái những chiếc xe trái phép đi vào với mục đích thực hiện âm mưu khủng bố. Chúng tôi không nhận được bất cứ mối đe dọa trực tiếp nào đối với lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần của vấn đề. Theo ước tính của nhiều cơ quan khác nhau, sẽ có khoảng 700.000 đến 900.000 người tham dự sự kiện này. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ cũng cho biết sẽ có ít nhất 23.000 nhân viên an ninh, bao gồm mật vụ, cảnh sát địa phương và quân đội, sẽ được huy động trong lễ nhậm chức. Lực lượng tìm kiếm và rà soát vật liệu nổ cũng sẽ được triển khai, một số ga tàu điện ngầm và đường phố bị đóng cửa. Cũng theo Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, đến nay nhà chức trách Mỹ đã nhận được đơn xin tổ chức sự kiện của 63 tổ chức phản đối cũng như ủng hộ ông Trump. Hãng tin Reuters cho biết, vào ngày hôm qua 13 tháng 1, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết chỉ thị các ủy ban chủ chốt soạn thảo luật bãi bỏ chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare, bất chấp quan ngại về việc không có sẵn một chương trình thay thế và những tốn kém tài chính liên quan. Với tỷ lệ 227 phiếu thuận, 198 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa chiếm đa số đã dễ dàng thông qua dự luật mà không gặp bất cứ sự cản trở nào từ phía Đảng Dân Chủ. Bãi bỏ đạo luật y tế Obamacare là ưu tiên hàng đầu đối với các nghị sĩ Đảng Cộng hòa của Tổng thống đắc cử Donald Trump, vốn chiếm đa số tại cả hai viện Quốc hội Mỹ. Theo các chuyên gia y tế, với việc hơn 20 triệu người Mỹ đang được bảo hiểm y tế giá rẻ nhờ Obamacare, việc hủy bỏ chương trình này sẽ dẫn tới việc các công ty bảo hiểm rút khỏi thị trường. Kể từ năm 2010, các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng hòa đã thực hiện hơn 50 cuộc bỏ phiếu về chương trình chăm sóc sức khỏe này nhằm tìm cách xóa bỏ hoàn toàn hoặc sửa đổi một phần. Họ cho rằng Obamacare cho phép chính phủ Mỹ can thiệp quá sâu vào thị trường bảo hiểm sức khỏe, lãng phí ngân sách và gây tổn hại cho tăng trưởng việc làm vì buộc nhiều doanh nghiệp phải mua bảo hiểm cho người lao động khi tuyển dụng. Hãng tin Reuters dẫn lời các nhà chức trách Hà Lan cho hay, quốc gia này hiện đang thử nghiệm một hệ thống mới có khả năng ngăn nước lũ hiệu quả thay cho việc sử dụng những bao cát thông thường. Hệ thống này mang tên là Slamdam do một công ty cùng tên và các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Delft của Hà Lan hợp tác sản xuất. Thiết bị ngăn nước lũ Slamdam chính là các ống nhựa có kích thước lớn và được đổ đầy nước. Hệ thống đã được thử nghiệm tại cảng La Hay, Hà Lan.
Thay vì sử dụng các bao cát thông thường, họ đã sử dụng hệ thống đê nhân tạo này để ngăn nước. Đây là một giải pháp rất tuyệt vì chúng tôi sử dụng nước để ngăn nước lũ. Những ống nhựa chứa nước sẽ rất nặng, do đó chúng sẽ không bị nước lũ cuốn trôi, đồng thời cũng ngăn được nước lũ tràn vào thành phố. Slam Dam là một hệ thống cho phép chúng tôi xây dựng hệ thống đập ngăn lũ trong một thời gian ngắn, thay vì sử dụng những bao cát ngăn lũ như trước kia. Các nhà nghiên cứu cho biết hệ thống ngăn lũ Slam Dam rất dễ sử dụng. Trong những ngày sắp có bão lũ, người ta chỉ cần bơm nước vào đường ống là chúng có thể ngăn nước hiệu quả. Được biết, các nhà chức trách đã thử nghiệm Slam Dam khi một cơn bão xảy ra tại cảng La Hay trong những ngày qua và đạt được kết quả tốt. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.